Tại cuộc họp báo thường kỳ chính phủ tối 5 tháng 11, phóng viên đã đề nghị lãnh đạo Bộ Công an cho biết, hiện việc xử lý kỷ luật đối với đại úy Lê Thị Hiền, cán bộ thuộc đội KN Sa tờ Giao thông, tờ Tư, Pha Nờ Ưng Nờ Nhanh, Công an quận Đống Đa, Hà Nội, gây náo loạn ở sân bay Tân Sơn Nhất hôm 11 tháng 8 đã được thực hiện như thế nào. Trả lời câu hỏi này, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, mới đây của Công an Hà Nội đã có báo cáo về trường hợp này. Theo các quy định, Công an Hà Nội cho biết, căn cứ hành vi sai phạm, quy định của Bộ Công an, đơn vị dự kiến sẽ hạ cấp bậc hàm từ đại úy xuống trung úy. Hiện nay, Công an Hà Nội đã điều động bà Hiền đến bộ phận không trực tiếp dân, tướng Ngọc thông tin. Ông nêu rõ, hiện nay, căn cứ vào các quy định hiện hành, Bộ Công an đang giao cho các cơ quan chức năng của Bộ để xác định hành vi cũng như căn cứ quy định xử lý các hành vi để thẩm định, đề xuất và lúc đó, lãnh đạo Bộ Công an sẽ có các quyết định đúng quy định pháp luật. Trước đó, sau một tháng bị đình chỉ công tác, đại úy Lê Thị Hiền đã đi làm trở lại bình thường và chưa bị kỷ luật. Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội xác nhận chưa đưa ra hình thức kỷ luật đối với đại úy Lê Thị Hiền và cho hay đang chờ xin ý kiến lãnh đạo Bộ Công an. Vào ngày 11 tháng 8, hành khách Lê Thị Hiền 36 tuổi làm thủ tục cho chuyến bay Nhai 148 từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội. Sau khi đã gửi 4 kiện hành lý đủ tiêu chuẩn miễn cước, nữ công an yêu cầu thủ tục viên cho gửi thêm một vali 8 kg. Tuy nhiên, nhân viên làm thủ tục từ chối, đề nghị bà Hiền xách tay. Nữ khách sau đó to tiếng, chửi bới. Được mời về cảng vụ hàng không miền Nam, bà này tiếp tục có lời nói khiếm nhã đối với nhân viên an ninh hàng không. Phòng giám sát an ninh quyết định chuyển giao vụ việc cho đồn công an Tân Sơn Nhất xử lý. Sau đó, bà Hiền bị lập biên bản xử phạt 200.000 đồng về hành vi gây mất trật tự. Cục hàng không ra quyết định cấm bay 12 tháng, còn Công an Hà Nội đình chỉ công tác 30 ngày đối với nữ đại úy này.